Rất là nhiều bạn thắc mắc rằng là chúng ta có hai loại mỡ máu đúng không ạ? Ở trên cái tờ xét nghiệm đó là cholesterol và triglyceride. Thì bác sĩ cũng có thể chia sẻ sâu hơn về hai cái loại này để mọi người có thể hình dung được. Bởi vì rất nhiều người họ không biết rằng là cái chỉ số này tăng cao thì như thế nào, hoặc cái chỉ số kia tăng cao thì như thế nào ạ? Vâng, thì trong một cái xét nghiệm sinh hóa có gọi là bộ mỡ máu, nó sẽ gồm 4 chỉ số cơ bản nhất, đó là cholesterol, triglyceride, LDLC và HDLC. Thì trong 4 chỉ số này thì cholesterol khi nó tăng trên 5,7 mmol trên lít, chúng ta sẽ được chẩn đoán tình trạng tăng cholesterol đơn thuần. Nếu kèm theo tăng thêm triglyceride với chỉ số tăng trên 2,2 thì chúng ta sẽ được chẩn đoán là một cái rối loạn chuyển hóa lipid máu hỗn hợp. Và trong 4 chỉ số này mọi người lưu ý có một chỉ số rất đặc biệt, đó là chỉ số LDLC, đó là cái LDL. Thì tại sao cái LDL tôi nhắc đến? Tại vì cái LDL này khi nó trên 1,8 thì nó sẽ gia tăng nguy cơ các bệnh lý về mạch máu, nhất là các bệnh lý mạch máu não. Thứ hai nữa, khi cái LDL càng cao nó sẽ làm cho tình trạng xơ vữa mạch máu tiến triển nhanh hơn. Và bốn cái chỉ số này là bốn cái chỉ số rất là quan trọng. Và nhất là khi cái chỉ số triglyceride nó tăng trên 5,6 mmol thì nó sẽ ảnh hưởng đến tuyến tụy của chúng ta rất là nhiều. Từ một cái rối loạn chuyển hóa đơn thuần, tuyến tụy tổn thương và sẽ dẫn đến tình trạng là gì, đái tháo đường. Nghe nó có vẻ không liên quan nhưng thực sự là gì ạ? Nếu chúng ta có một kiến thức về sinh lý cơ bản chúng ta sẽ hiểu. Cái tuyến tụy là tuyến tiết ra insulin. Mà khi tuyến tụy tổn thương thì insulin một là gì ạ? Tiết ra không đủ. Thứ hai, cái lượng insulin nó không chất lượng và sẽ dẫn đến bệnh lý thứ phát, đó là gì ạ? Đái tháo đường. Vậy thì khi có bốn chỉ số này rối loạn thì chúng ta cần phải có cái phương án điều trị rất là cụ thể và thích hợp cho từng một loại. Bởi vì sao ạ? Chúng ta nếu chỉ tăng đơn thuần cholesterol thì chúng ta chỉ có thể là gì, cần mỗi thay đổi lối sống cũng như chế độ ăn. Nhưng khi mà chúng ta có tình trạng rối loạn chuyển hóa phối hợp tăng cả cholesterol, tăng cả triglyceride và tăng cả cái LDL thì chúng ta vừa phải dùng thuốc, vừa phải gì thay đổi cái lối sống thì mới đạt được cái đích của điều trị. Xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Dũng đã chia sẻ những kiến thức vô cùng quý báu. Thì có bốn cái chỉ số mỡ máu mà chúng ta cần phải quan trọng theo dõi đúng không ạ? Đó là cholesterol toàn phần, triglyceride và LDL cholesterol hay là mỡ máu của mỡ xấu đấy. Thì cái LDL này nó vô cùng quan trọng, nó đánh giá cái mục tiêu của điều trị, và khi mà nó tăng cao thì nó gây ra cái nguy cơ tổn thương mạch máu rất là cao đúng không ạ? Còn một chỉ số nữa đó là HDL cholesterol. Cái mỡ này thì lại là mỡ tốt đúng không bác sĩ Dũng? Đúng rồi. Thì khi cái chỉ số này nó là cái cholesterol phân trọng lượng phân tử cao thì nó sẽ là cái mỡ tốt để giúp chúng ta, nên là không phải là cứ tăng mỡ máu là xấu đúng không ạ? Nếu mà cái chỉ số Đúng rồi. này mà nó tốt, nó nhiều thì chúng ta lại rất là vui đúng không ạ?